Ngọc Lan gặp nguy hiểm, Hầu thông báo giải nghề. Đáp trả gay gắt khi bị đồn đột tử. Gần đây, Ngọc Lan gây tiếc nuối khi báo tình ngừng đóng phim sau hơn 2 thập kỷ. Trước khi giải nghề, cô được yêu thích bởi những dàn vai phản diện và là MC cho nhiều chương trình hẹn hò nổi tiếng. Sau 21 năm cống hiến cho nghệ thuật, Ngọc Lan vừa khiến dân tình xôn xao khi thông báo giải nghề hôm 19 tháng 8. Theo chia sẻ, nữ diễn viên hép lại chặng đường dài với diễn xuất. Vì muốn tập trung toàn bộ thời gian để chăm sóc con trai. Bé Louis, hãy thông cảm cho mình vì mình chỉ được chọn 2 trong 3 công việc cha mẹ diễn xuất. Công việc làm cha và mẹ làm khó quá nên mình cần tập trung hơn thì mới làm tốt 2 công việc đó được. Còn công việc diễn xuất thì mình đã làm được 21 năm rồi. Cho mình ngưng xíu. Ngọc Lan tâm sự, đến ngày 22 tháng 8, nữ diễn viên bất ngờ đăng tải đoạn video ghi lại sự cố nguy hiểm của bản thân. Cụ thể, khi di chuyển ở chỗ làm, Ngọc Lan và ekip gặp phải tình huống thang máy bị mất điện. Thời điểm đó, cô giữ được bình tĩnh, bật đèn LED và gọi điện nhờ sự giúp đỡ. Vào thời điểm mấu chốt, Ngọc Lan đã tinh ý đọc được dòng chữ nhấn mạnh một số bất kỳ trên thang máy sẽ hoạt động lại bình thường. May mắn sau khi nữ diễn viên thực hiện, thang máy đã hoạt động trở lại. Trên bài viết, cô đưa ra lời khuyên đến mọi người. Khi thang máy cúp điện và dừng đột ngột, thì việc đầu tiên bạn cần làm là bật đèn LED và quay cho thật rõ. Phía dưới bài viết, đông đảo cư dân mạng đã dành nhiều lời khen ngợi vì cách ứng xử tình huống kịp thời của Ngọc Lan. Chính chủ cũng cho biết bản thân dù khá lo lắng nhưng vẫn cố tìm cách để thoát khỏi nguy hiểm. Trước đó, chị Ngọc Lan bất ngờ tuyên bố tạm ngừng đóng phim khiến nhiều trang mạng xã hội đồn về nguyên nhân. Có người còn nghĩ lầm cô gặp phải chuyện không tốt nên mới quyết định như vậy. Điển hình như bên dưới một bài đăng gần đây của Ngọc Lan có khán giả để lại bình luận. Don Chibi đột tử nè, đáp lại thông tin thất thiệt. Về mình, nữ diễn viên lên tiếng, 2-3 tháng là chị bị đồn qua đời à. Chứng tỏ chị sống dài như đĩa. Hình sao nữ, kiều nữ và đại gia hay bức xúc trước những lời đồn đoán vô căn cứ được lan truyền trên mạng xã hội. Với tốc độ chóng mặt, Covid trên trang cá nhân, mạng xã hội bây giờ vậy đó, muốn sao là muốn à. Trước khi giải nghề, Ngọc Lan là gương mặt diễn viên quen thuộc trên phim truyền hình với gần 200 tác phẩm. Kiều nữ và đại gia năm 2018 mở ra bước ngoặt trên con đường sự nghiệp của cô khi hóa thành thành gái làng trời. Chỉ một năm sau, Cổ mặt trời về chủ đề thanh xuân tiếp tục là bệ phóng hoàn hảo cho nghiệp diễn xuất của Ngọc Lan, cô vào vai Hồng. Người có lối sống thực dụng, ích kỷ khiến người xem ghét cay ghét đắng và phải trả giá sự bản ngã của bản thân. Sau dự án này, Ngọc Lan lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn, được thử sức đa dạng với những vai lớn nhỏ. Cô gái nông thôn hương thảo, nghị lực xinh đẹp nhưng phải chịu nhiều ngang trái cuộc đời trong phim Thuyền Giấy năm 2013. Ở giải Mai Vàng năm 2013, nữ diễn viên xuất sắc trong liên hoan phim truyền hình toàn quốc năm 2013. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình ở giai đoạn Cánh Diều Vàng năm 2014. Không chỉ nổi bật với vai trò diễn xuất, Ngọc Lan còn được biết đến khi lấn sân sang làm MC. Tiêu biểu có chương trình Vợ Chồng Son, Bạn Muốn Hẹn Hò, Gõ Cửa Thăm Nhà. Năm 2021, cô thay thế vị trí bàn mối của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, sánh đôi của MC Quyền Linh. Được nhiều khán giả ủng hộ, nữ diễn viên hạnh phúc khi được khán giả yêu thương, công nhận. Mắt tay trong việc xây duyên cho nhiều cặp. Vì có tính lo xa nên Ngọc Lan đã lập di chúc ở tuổi 35. Tôi thường khuyên bạn bè là nước mắt chảy xuôi. Mình lo cho con chứ đừng bắt con nuôi lại mình. Nếu con có hiếu quá thương mẹ và không muốn tôi ở một mình thì đó là chuyện của nó. Tôi nuôi con chăm sóc không phải để sau này nuôi lại mình, phải để con tận hưởng cuộc sống của nó, diễn viên chia sẻ.